Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo tỉnh đi thăm và trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 5 gia đình tại huyện Ân Thi. Cùng đi có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đoàn tới thăm trao tiền hỗ trợ xây nhà và tặng quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho gia đình ông Nguyễn Xuân Tường, ông Mai Văn Thanh và bà Hoàng Thị Huệ ở xã Hồng Quang, bà Nguyễn Thị Thơ và ông Nguyễn Chi Tam ở xã Hồng Vân. Đây đều là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở đã xuống cấp được tỉnh phê duyệt hỗ trợ xây dựng nhà ở đợt 2 năm 2020 với mức 80 triệu đồng một nhà. Cùng với sự giúp đỡ của chính quyền, đoàn thể và nhân dân, sau thời gian từ 3 đến 4 tháng thi công, đến nay đã hoàn thành. Tại các gia đình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nguồn xã hội hóa để thực hiện hiệu quả việc xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo. Những ngôi nhà được hoàn thành là thể hiện sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng nhằm chăm lo, giúp đỡ nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các gia đình có nhà mới sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, vươn lên thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.